Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft chuyển sinh thành Slime. Hiện tại thì mình đã có thêm khá là nhiều đệ tử ha, nhưng mà cái việc đi lại thì mình không kiểm soát được. Thế nên cách tốt nhất là cho hai cưng giữ một cái chòi, hai cưng giữ một cái chòi ha. Mình còn có kiếm sắt nè, áo giáp sắt dư. Thế nên mình sẽ ưu tiên cho một trong tổng cộng 6 đệ tử của mình giữ ha. Mình sẽ cho thanh niên này đi, thanh niên này là đệ tam á. Đệ nhị, đệ nhất, đây đệ nhất nè. Đệ tử đầu tiên của mình sẽ đệ tử đầu tiên mình cầm spear luôn á. Ngon. Đệ nhị có kiếm gỗ, thôi kiếm gỗ thôi, cho cầm kiếm sắt luôn nè. Đệ nhị cầm kiếm sắt đi cho xịn. Có cưng nào chưa có vũ khí? Đây. Đệ tử chưa có vũ khí nè. Rồi đệ nhất thì chưa có giáp nên mình sẽ cho cái áo giáp đi ha. Mình còn khá là nghèo về khoáng sản. Khi nào mình giàu lên đi, mình sẽ cho mỗi em là một cái bộ giáp sắt hoàn chỉnh ha. Vũ khí đầy đủ từ A tới Z luôn. Lúc đó là chiến đấu hơi bị hăng á. Còn mình trong ngày hôm nay, mình sẽ chế ra một cái cây cúp kim cương. Từ 3 viên kim cương có được trong cái kho báu dưới biển á. Mình mong là với cây cúp kim cương này thì cái việc đào khoáng sản của mình nó sẽ tiện lợi hơn. Và mình sẽ đặt mục tiêu trong ngày hôm nay là cố gắng ít nhất là tìm được 3 viên kim cương để mình gỡ lại số vốn đã đầu tư vô cây cúp kim cương này. Mong rằng là vậy ha. Rồi, cây cúp dư thì mình sẽ để ở nhà đi. Mình sẽ lấy thêm một chút thịt heo. Còn thừa khi mà nấu chưa có xong nè. Rồi, có thêm gì không? Có thêm bánh mì ha. Ok, bữa nay mang theo thịt heo, bánh mì với cá đi ha. Là 3 loại thức ăn chính. Rồi, giờ thì đi thôi. Ăn trộm đất hả? Mà quên, mình chưa có cái khiên. Tầm này mà không có khiên là mình khá là đuối đấy. Nên mình phải làm luôn một cái khiên cho mình. Vừa đổ gỗ để làm khiên nè. Rồi, có lại khiên. Chiến này thì có thể đỡ đòn của những cái con xương cũng như là những cái con mạnh mạnh rồi. Để coi mình sẽ bắt đầu đi mai từ hướng nào đây. Ở gần nhà mình có hang luôn nè. Eo, cái hang này chút xíu à. Nó không có đường xuống luôn. Hang này à, hang này thì có đường xuống nè. Để mình làm miếng thịt heo cho nó no đi. Xuống dưới khám phá cho nó dễ. Đây là một khe nứt luôn. Yes. Cơ hội để mình tìm những cái Magic Orc nè. Mình sẽ coi Magic Orc ở đây nó có 1, 2, 3, 4, 5 5 màu khác nhau. Không có luôn. Khe nước là nơi dễ gặp nhất mà mình còn không gặp luôn. Ủa, có xương. Mình chưa có cung nên mình không thể bắn nó được. À, nhưng mà mình có thể dùng ma lực tấn công nó. Mình bắn nó. Mình dùng sấm sét đen cháy nó xong nó bắn mình mũi tên gây cháy luôn ạ. Sấm sét đen dùng dưới hang vẫn tốt ha. Rồi. Sợ chưa mấy cưng? Láo nháo hả? Mình sẽ lấy... Ê! Đấy rồi! Mình đã gặp được một cái Magic Orc đầu tiên. Blue Magic Orc á. Nung ra thì mình sẽ được một cái Round Magic Shark nè. Ngon lành! Một cái đầu tiên! Quá đã! Đúng là hên rồi. Thời tới. Tiếp tục khám phá nào. Nhưng mà có một cái thì khá là ít ha. Mình cần nhiều hơn cơ. Nhân tiện ở đây nó có thêm sắt thì mình sẽ cố gắng đào thêm. À, mình cũng nghe tiếng cái con zombie baby nó rên ở đâu bên đây nè. Không biết là mình nghe có chính xác hay không. Mình mong là mình lắng nghe chính xác ha. Chuẩn luôn. Có thêm một cái hang khác ở đây. Này nó nè. Zombie baby. Cho nó chết liền. Kỹ năng sấm sét đen của mình quá mạnh. Đó. Tiêu diệt cái mấy cái con này rất là nhanh ha. Đấy. Có kỹ năng mạnh là phải dùng chứ. Nhưng mà dùng kỹ năng thì nó sẽ tốn khá là nhiều ma lực của mình ha. Nên mình cũng phải thật là lưu ý về cái vấn đề ma lực đó. Để lạm dụng nhiều quá thì nó sẽ hết ma lực. Lúc đó thì còn mệt nữa. Rồi, đối với những cái con đơn lẻ thì mình sẽ dùng kiếm mình thủ tiêu nó. Đây còn nữa nè. Hai con đứng chung thì cho chết.
cho chết hết. Rồi. Đây là một cái hang khác nữa. Họ nó dẫn mình xuống tới dưới này luôn rồi. Có redstone nữa nè. Để mình coi coi trong đây redstone có hữu dụng hay không. Nó cũng chỉ làm được những cái công thức bình thường thôi, cũng như là dùng để kéo dài thời gian của những lọ thuốc á. Mình sẽ đào một chút thôi ha, không quá nhiều đâu. Rồi đây là quặng quặng bạc silver. Này thì sự bắn lén hả? Dám bắn lén. Thôi mình sẽ đào thêm một chút silver ha. Để coi coi silver trong đây mình có thể làm được block silver. Rồi mình nâng cấp thành một cái loại khoáng sản xịn á. Được. Cái này về sau thì chắc mình sẽ cần silver nhiều đấy. Nên bây giờ có thì mình cứ giữ trong người đi. Rồi. Và tình hình vẫn chưa có gặp thêm cái quặng Magic Orc nào khác. Nãy giờ chỉ mới gặp một cái duy nhất thôi. Cái này có kim cương không? Mình có linh cảm là bên đây sẽ có kim cương. Yes, không có rồi. Linh cảm sẽ bét rồi. Kệ không sao. Có cái này cũng màu xanh giống như kim cương nè, nhưng mà nó là lưu ly ha, để mình cường hóa đồ khi mà có bàn cường hóa. Nó cũng được. Toàn là những thứ mình đang thiếu thôi. Rồi cái này là một cái hang hướng lên. Nó có cho mình cái gì không? Đi đúng một vòng luôn á. Đổi hướng đi. Này thì đường cùng. Eo, bữa nay đi mai nó chỉ hên lúc đầu thôi. Lúc đầu mới vô gặp được cái quặng Magic Orc liền. Đi một lúc thì nó lại trở lại cái nhân phẩm cũ rồi. Ripper thì mình sẽ cẩn thận một xíu. Tại vì mình chỉ có vài trái tim thôi, nên Ripper nó nổ rất là dễ chết mình. Rồi, cho con này hít hơi thở tê liệt. Hơi thở tê liệt rồi chết đi. Xong phin. Tiếp tục đào sắt. Rồi. Ôi, nữa. Thấy chưa? Mấy con Ripper nó lù là nó chuyên gia, nó nổ sau lưng á. Nên mình chỉ cần bất cẩn một chút thôi là nó có thể giết mình bất kỳ lúc nào ấy. Ghê thiệt. Ủa? Ôi, nữa. Cái gì đây? Sao nổ sau lưng vậy? Mấy con Ripper này đánh ma thiệt. Sao mình thấy đây lạ ta? Cái này là đá củi mà. Ôi, tổ nhện. Ow. Nhện á. Còn bị bắn lén nữa. Cho nó tê liệt đi rồi thủ tiêu nó. Nguy hiểm nha, cái này là tổ nhện. Một cái tổ nhện khổng lồ. Mình bị dính hiệu ứng đào chậm rồi, chậm rãi tùm lum á. Mình sẽ dùng sấm sét đen mình liên tục tấn công nó. Ma lực còn không? Mình còn 10.000 ma lực. Khi nào nó gần ngẫm thì mình sẽ vô mình đánh cận chiến để coi mình có hấp thụ được kỹ năng từ nó hay không. Mình muốn tiêu diệt nó để mình hấp thụ kỹ năng từ nó. Rồi vô. Yes, thành công rồi. Mình đã hấp thụ được một con nhện khác xuất hiện. Không, chuồn. Chắc lần sau vô là mình sẽ đập cái lồng spawn quá. Nhưng mà mừng quá, mình đã học được một hấp thụ được một kỹ năng mới rồi. Spider-Man. Cái gì? Threat Manipulation. Kỹ năng này để mình coi nó nằm ở chỗ nào. Mình gắn vô luôn. Đây, Threat Manipulation nè. Mình sẽ thay thế cho kỹ năng hơi thở tê liệt. Test thử luôn coi. Ủa? Hình như nó bắn tơ nhện nè. Ủa nhưng mà chỗ này không có test được đâu. Để mình trả lại kỹ năng hơi thở tê liệt. Không ổn rồi. Một xíu mới lên bờ thì mình sẽ... Ủa lên trên mặt đất thì mình sẽ test kỹ năng... đó sao ha. Còn bây giờ để mình loot cái công trình này cái đã. Nhưng mà trước mắt là mình phải giết hết mấy cái con nhện này. Dám
đó đó đó, nó chích mình một phát là mình dính độc cực nặng luôn. Này thì nhọn nhọn nè, nhọn 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 nhọn. Ôi vô vô đập 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 đập. Gù nó xuất hiện nữa rồi. Mình đập chậm quá. Mình hơi thở tê liệt nó lại rồi. Rồi đập xong rồi. Thành công thành công. Mình sẽ spam liên tục ha. Còn 6.000 ma lực thôi. Tốn rất là nhiều á. Rồi. Chẳng qua hơi cực một xíu thôi, nhưng mà mình vẫn đủ sức mạnh để đánh bại cả đống con nhện khổng lồ đó. Giờ thì loot đồ thôi. Thất vọng. Hụt hẫng. Nghĩ mà nó cay nha. No. Ủa cái gì đây? Cái gì đệ tử mình? Một, hai, ba, bốn, năm. Năm đệ tử mình đã ngẫm củ tỏi ở phía trên rồi. Ủa trong đây có một cái magic orb đó nè. Yes. Ủa cái vụ gì đang xảy ra phía trên nhà mình vậy? Tại sao đệ tử mình lại hy sinh hết rồi, trơn rồi? Tại vì đệ tử của mình mỗi lần mà hy sinh là nó sẽ có thông báo ấy. Tại sao? Chuyện gì xảy ra phía trên vậy ta? Mình ở dưới này nó mình không thể biết được. Ui, cái này có thêm một cái green magic orb nữa nè. Rồi luôn, tự nhiên đang đi khám phá mà tin dữ báo rồi. Ngồi lên trên chắc đệ tử mình đi hết luôn rồi quá. Chắc mình phải lên trên một xíu cái đó để mình coi coi chuyện gì đã xảy ra với những đệ tử của mình. Tại vì hình như là tất cả đệ tử của mình đều đã hy sinh rồi. Mình không dám dẫn theo để đi chiến đấu rồi. Tại vì mình sợ một ngày nào đó sẽ mất hết đệ tử. Nhưng mà cuối cùng điều đó cũng đã xảy ra rồi. Một ngày buồn luôn. Rồi luôn. Cái gì đây? Rồi đệ nhất cũng đã đi luôn rồi. Đệ nhất cầm cái cây spear nè. Trời còn mưa nữa. Ây, một ngày buồn rồi. Mất hết đệ tử trong một ngày luôn chứ. Thôi chắc mình ngủ cho qua ngày đi. Thiệt luôn á. Mới mới ngày thứ ba thôi là mình đã mất đệ tử rồi. Ồ, và sẵn tiện đây thì mình sẽ gắn cái kỹ năng mới học, mới hấp thụ được hồi nãy vô ha, để mình test coi. Nó kia là Spider-Man. Spider-Man kiểu gì đây? Mình... Ô! Oh. Mình bắn vô cái địch thì giống như nó bị dính tơ vậy đó. Đấy. Ồ. Oh. Cái này là kỹ năng bắn tơ nhện. Không biết là cái kỹ năng này có cho phép mình... Mình đu tơ nhện giống người nhện không ta? Mình dùng thì không biết có tốn nhiều ma lực không đó. Mình thấy cũng tốn hơi hơi á. Sát thương thì cũng tương đối thôi chứ không có quá mạnh ha. Đi coi coi mình bắn vô đây. Nó có cổng dây nè mà. Ồ. Lại nào. À được được được. Wow. Mình đu được nè. Mình đã biết cách rồi. Thì ra nãy giờ mình không dùng đúng cách. Rồi đu. Yes. Quả thật nó giống Spider-Man thiệt. Đu tớ. Ghê 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 ghê. Để mình thử coi tầm xa cỡ chừng này đi. Đây tới cái ngọn núi kia không biết tới không nữa. Ủa cái này cái gì đấy? Ê Bad Wing. Cánh dơi hả? Làm được cánh cứng luôn nè. Wow. Biết vậy cánh cứng mình làm được luôn á. Rồi mình sẽ thử phóng qua bên đó đi. Có vẻ không tới rồi. Cái này nó rơi dữ quá. Hình như xa quá là nó không đủ tầm để mình sử dụng hay sao ấy. Nó chỉ ở một khoảng cách nhất định thôi. Đó, có cộng tơ như vậy là mình đu được nè. Đấy. Đây là một kỹ năng rất là hữu dụng trong việc đi khám phá nè. Quá là đã luôn á. Vô tình hấp thụ được một kỹ năng xịn rồi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Đó. Ngon ngon ta.
Đúng. Mình lại gặp thêm một một thanh niên gì nè. Lần trước mình đánh một tên thì sẽ cho mình một linh hồn. Bây giờ mình sẽ thử BK thanh niên này. Ui, thanh niên này tới 60 máu lần nha. Không biết đâu á. Để đảm bảo an toàn thì mình sẽ giữ khoảng cách trước, sau đó mới tấn công. Vô đây BK. BK. Mình đánh nhau dưới nước mình sẽ có lợi thế hơn á. Mình sẽ giúp thanh niên này chuyển sinh luôn. Chuyển sinh đi bro. Đừng ngại ngùng, chuyển sinh đi. Ây da. Ui sao mình lại lên bờ? Đừng. Tốt nhất là đừng lên bờ ha. Rồi, tôi giúp bạn chuyển sinh nha. Và khi mình đánh bại cái thanh niên đó thì mình đã hấp thụ thêm một cái kỹ năng mới cơ. Berserker. Để mình coi nó nằm ở đâu. Berserker đây Berserker nè. Yes. Mình sẽ gắn vô luôn ha. Nãy giờ mình test kỹ năng bắn tơ quá nhiều rồi. Giờ mình sẽ test tới kỹ năng Berserker. Và cái kỹ năng Berserker này thì nó sẽ giúp mình tăng tiến sức mạnh khi mà mình kiểu như là đi săn được những cái người giống như vậy ha. Trung bình thì 50 người trở xuống thì mình sẽ có được tốc độ nè, sức mạnh, nhảy vọt. Rồi ví dụ lên cỡ 500 người đi, 500 người, 600 người gì đó là nó sẽ cho mình tốc độ cấp độ 7, rồi sức mạnh 5, rồi nhảy cấp độ 7 nè, đào nhanh cấp độ 3 nè, kháng cự cấp độ 1. Oh my god. Và khi lên tiêu diệt cỡ tầm 5.000 người đi, nó sẽ lên tới cấp độ mười mấy luôn đó. Wow. Lại thêm một kỹ năng đòi hỏi mình cần phải đi săn rất là nhiều người giống như vậy á thì mới tăng tiến sức mạnh được. Hình như thay vì săn những người đó thì mình còn có thể đi săn những tên cướp dân làng nè, cũng có thể tính là một linh hồn á. Hiện tại thì mình đã có được 3 linh hồn rồi. Và mà mình thấy cái kỹ năng này nó hơi chua đó, kiểu như mình phải săn khá là nhiều thì mới mạnh được. Thôi chắc mình sẽ trở lại với kỹ năng bắn tơ nhện đi ha, để mình đi khám phá cho nó tiện, chứ dùng kỹ năng đó cũng hơi toan. Phía xa đằng này thì mình gặp một cái người. Để mình coi tên của người này là tên gì. Giant Bear. À, gấu bự. Gấu bự khá là thân thiện không có đó. Ủa, mình có thể leo lên. Ê, oh no. Ôi, xin lỗi. Xin lỗi. Mình ấn nhầm. Ui, xem nữa, chết gấu rồi. Mình muốn ngồi lên thử. Cho mình cưỡi không? À, cũng có thể là mình phải đặt tên á. Không biết là mình đặt tên nó có tốn nhiều ma lực không ta? Hiện tại mình 9.000 đúng không? Mình sẽ đặt tên. Tên cho bạn gấu này là gấu bự. Rồi, gấu bự, đặt tên. Yes. Mình đặt tên cho gấu bự xong rồi. Và để coi gấu bự sẽ thay đổi như thế nào đây. Chuẩn bị. Boom. Ủa, sao không có thay đổi trơn vậy? Ui, mình có thể điều khiển được gấu bự không? Sao mình không điều khiển được? Ồ, mình không điều khiển được gấu bự. Rồi luôn. Gấu bự có đi theo mình không? Gấu bự có thể đi theo mình, nhưng mà mình không có điều khiển được, ngồi lên được nè. Nhưng mà không có điều kiện được. No. Tiếc dạ. Ok, không sao. Hôm nay mình lại có thêm bạn gấu làm kiểu như là người ở chung khu vực với mình á, đỡ buồn. Chứ ở cái chỗ lều trại đó một mình thì cũng khá là buồn á. Mình sẽ tranh thủ mình tìm nguyên vật liệu, rồi mình sẽ nâng cấp cái lều trại đó lại, xây hàng rào rồi các thứ bao quanh á, để ban đêm đỡ bị cà khịa, đảm bảo tính mạng cho những cái đệ tử đàn em của mình bên trong ha. Rồi giờ thì mình sẽ bắn tơ nhện đi về thôi. Mình bắt đầu thích cái kỹ năng bắn tơ nhện này đó. Nó rất là tiện lợi trong cái việc di chuyển luôn. Dù mình muốn qua bên đó thì mình chỉ cần kéo dây tơ qua là bay thôi. Cút ngắn được biết bao nhiêu là thời gian luôn á. Thôi để bây giờ mình sẽ dọn dẹp đồ trước khi tiếp tục cái công việc khám phá ha. Và bạn gấu thì mình cũng sẽ để ở đây luôn. Mình không biết mình có nên dắt vô nhà không nữa. Tại vì bạn gấu bự quá, mình sợ dắt vô nhà không có vừa. Khổ ghê á, bự cũng là cái tội á.
Chắc bây giờ thì mình sẽ đi khám phá một chút để kiểu như là tìm thêm những cái vùng đất mới, những công trình mới ha. Mình sẽ đi qua bên đây một xíu. Nếu mà khám phá mà không có gì mới thì mình sẽ trở lại với công cuộc đi tìm kim cương thôi. Tại vì mình vẫn chưa thực hiện được cái mục tiêu mà mình đề ra ấy. Và có vẻ gần nhà mình cũng còn rất là nhiều những cái chỗ của những anh Goblin sinh sống ha. Mình không biết là mình có nên tuyển thêm những anh Goblin về hay không nữa. Mình thấy mình không bảo vệ được, chắc giai đoạn này mình sẽ không có tuyển về thêm ha. Và vùng này thì có rất là nhiều gấu khổng lồ nè. Mình không biết mình có nên dẫn gì theo thêm không nữa. Thôi chắc mình chưa có hàng rào bảo vệ chỗ ở nên mình sẽ không có dẫn về thêm ha. Để coi coi bên trong này thì những anh Goblin này có khá hơn mình không nha. Ủa, những anh Goblin có vẻ sống chung với gấu nè. Ui, hòa đồng vậy. Vô. Và mấy anh này vẫn như thường lệ là cho rất là nhiều táo cũng như là bánh mì luôn. Ở đây có những cái gì? Cái tên này là kẻ gây ảo giác. Ui không, ảo giác hả? Ảo giác hả? Mình đánh cho nó hả? Ảo giác luôn. Đó đó, nó phân ra nhiều phiên bản khác nhau kìa. Giống như là nó dùng phân thân chi thuật gì đó. Chết liền, mình kiếm được một linh hồn rồi kìa. Tiêu diệt những cái tên cướp dân làng. Đó, mỗi tên thì mình sẽ có được một cái linh hồn nè. Khá là đã ha. Wow, ở đây còn có một cái người này nữa nè. Chiến binh nữa nè. Ôi không. Khoan mình rồi. Mình gặp cái con này thứ dữ rồi. Hồn ma bay này rất là mạnh nha. Mình phải giết cái tên pháp sư này trước khi nó chịu hồi ra thêm nhiều cái mấy cái tên giống như vậy ha. Giết. Yes. Và mình học được thêm, hấp thụ được hai cái kỹ năng mới rồi cơ. Ow. No. Đâu vậy? Tên này láo nháo hả? Láo nháo nè. Yes. Thành công. Tuy hơi đuối một xíu. Và khi mình tiêu diệt hồn ma bay thì mình cũng có học được, hấp thụ được một cái kỹ năng mới. Wow, chưa gì mình đã có được ba kỹ năng mới rồi. Ê. Làm gì đấy? Để mình kiếm cho nào an toàn xíu rồi mình coi kỹ năng sao ha. Đây. Không ai thấy tôi. Rồi, lần lượt là Magic Jumping. Rồi kỹ năng Say nè. Rồi kỹ năng Shadow Step, bước chân bóng tối. Wow, nghe tên căng vậy. Theo như mình biết thì kỹ năng Magic Jumping này nó giống như là mình uống sữa vậy đó, mình có thể loại bỏ được những hiệu ứng xấu ha. Chẳng hạn như là làm chậm, rồi đào chậm nè, yếu đuối các thứ. Nhưng mà nó không thể loại bỏ được độc. Rồi cái điểm xấu á. Cái này thì chắc mình phải dính hiệu ứng thì mình mới test được. Nó tốn cũng 25 ma lực á, không quá nhiều ha. Mình sẽ thử dùng coi. Mình chưa có bị dính hiệu ứng đó, mình không dùng được. Còn kỹ năng Shadow Step thì mình sẽ có thể kiểu như là mình dùng hở. Đó. Khi mà độ sáng nó ở một mức độ nhất định thì mình có thể di chuyển xuyên lòng đất luôn á nha. Ghê chưa. Nhưng mà đánh đổi thì mình sẽ không có nhìn được, tại vì mình đi trong bóng tối mà. Và mình có thể kích hoạt lại lần nữa để trở lại bình thường ha. Nói chung đây là kỹ năng có thể giúp mình tẩu thoát trong một số trường hợp cấp bách. Ví dụ như là mình không muốn chiến đấu nữa, mình muốn bỏ trốn thì mình có thể dùng Shadow Step đi xuyên công trình, băng lên tít trên mặt đất rồi sau đó đi về nhà. Nói chung đây là một kỹ năng rất là hữu ích trong việc bỏ trốn ha. Nhưng mà hiện tại thì mình nghĩ là chưa cần dùng đến nó đâu, nên chắc mình sẽ cất bớt một kỹ năng. Mình sẽ gắn lại kỹ năng Black Lightning của mình. Mình còn tấn công á, ít ra thì nó phải có một cái kỹ năng giúp mình có thể tấn công tầm xa. Rồi, và mình bay qua đây là có lý do đó. Tại vì mình thấy phía bên này có một cái ngôi làng hay sao nè. Chính xác là như vậy luôn. Rồi. Trong làng thì mấy bé dân làng không biết là đi đâu hết rồi. À, đi ngủ. Đúng. Ban đêm chỉ có đi ngủ thôi. Rồi. Đi ngủ thì sáng dậy mất mấy ổ bánh mì gán chịu. Cái này còn gì không? Vàng pha thuốc luôn nè. Mình đang thiếu luôn. Quá đã. Có được vàng pha thuốc free. Quá dữ luôn.
Bên cạnh đó thì mình coi coi có cái nhà nào nó có cho mình ngọc lục bảo không. Mình để ý là trong làng ưa có mấy cái rương, nhà chứa rương đựng ngọc lục bảo lắm. Không có rồi. Đằng này hơi đen rồi. Sao? Mình sẽ đột nhập vô nhà này. Nhà này nó có đuốc nên mình sẽ bị tắt cái hiệu ứng. À không, tắt cái kỹ năng Shadow Step đi ha. Nói chung là có đủ ánh sáng là tự động tắt kỹ năng Shadow Step đi à. Nó chỉ dùng được trong bóng tối thôi. Đừng. Hung hăng á. Ai cho người vô đây? Con zombie này. Kìa, đằng kia có con Evil cơ. Mày có nên cài kẻ nó không? Wow. Cái thanh niên này cầm kiếm đẹp thiệt. Đợi mình xíu. Mình sẽ làm gỏi thanh niên này với âm mưu là tước đoạt thanh kiếm từ hắn ha. Ui, mình kích hoạt nhầm rồi. Mình kích hoạt nhầm cái kỹ năng Berserker rồi. Oh no. Gắn lộn skill. Hơi thở tê liệt mà. Hơi thở tê liệt đây. Ui dồi ôi, gắn lộn. Lộn skill nữa. Thiệt tình mình luôn á. Rồi. Khổ máu cho thanh niên này. Ui cháy. Rồi, sợ chứ cứng. Ui lẹ. Yes. Ủa mà hắn không có rơi ra thanh kiếm. Âm mưu mình thất bại rồi. hắn cho mình hấp thụ được một kỹ năng mới thôi, chứ hắn không có rơi ra thanh kiếm đang cầm trên tay ha. Ơi, mình thử mình sử dụng kỹ năng Magic Jamming coi mình có loại bỏ được những cái hiệu ứng mình đang giữ trong người hay không nha. Tại vì bây giờ mình không có quỷ được hiệu ứng nè. Kích hoạt thử Magic Jamming. Không được luôn. Mình bị dính cái hiệu ứng Berserker này luôn rồi. Kỳ vậy. Cái khả năng tự hồi phục của mình nó cũng không có sử dụng được luôn. Buồn luôn. Rồi, và hồi nãy thì thanh niên đó cho mình hấp thụ cái năng tên là Serverer. Kỹ năng Serverer này thì nó sẽ ưu ái hơn cho những người dùng kiếm á. Mình sẽ tìm nó coi nó nằm ở khúc nào. Mình sẽ gắn nó vô liền, mình test thử luôn. Ủa, bây giờ nhiều kỹ năng quá. Mình muốn có từ từ á nên mình cũng phải mò nó nằm ở đâu đó. Ủa? Đúng không ta? Hồi nãy mình nhớ mình học được rồi mà. Serverer. Đây, nó đây. Trời, cái màu của nó tẹp luôn á. Gắn vô, mình sẽ thử kích hoạt lên. Đó. Nó sẽ kích, nó bắn ra một cái viên đạn vô hình á. Nó giống như mình dùng mũi tên vậy. Mình sẽ test thử coi mình bắn vô cái con đó. Thông thường thì nó sẽ gây được 7 sát thương á. Đó. Tiêu diệt từ xa luôn. Nó tốn cũng không có quá nhiều ma lực của mình đâu. Đấy. Dùng vài lần nữa là nó sạch ma lực luôn chứ không có tốn nhiều đâu. Nhưng mà đó, một lần là được 7 máu á nha, không phải ít đâu. Rồi con kia còn 17 máu. Còn nhiêu máu? 10 máu. Rồi giờ thì thêm một cái đoạn đánh thường nữa là ngụm củ tỏi nè. Ngụm củ tỏi ngay cân. Ui. Chết chưa? Ui xem nữa là mình ngụm chứ không phải nó ngụm rồi. Ngựa chi, kích hoàng chi. Rồi giờ không biết làm sao để bỏ hiệu ứng Berserker nè. Mà nói chung trong ngày hôm nay thì mình hấp thụ được rất là nhiều kỹ năng mới ha. Trong đó có một kỹ năng mà mình ưng nhất, đó chính là kỹ năng bắn tơ nhện ha, giúp mình di chuyển cũng như là áp sát những cái mục tiêu rất là nhanh chóng luôn. Và mong rằng trong thời gian sắp tới mình sẽ tận dụng được những kỹ năng vừa học trong ngày hôm nay một cách tối ưu nhất ha. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.